Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp sáng trên kênh truyền hình Thông Tấn. Bản tin thời sự ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính ngay sau đây. Ngành du lịch kỳ vọng nếu được Quốc hội sớm thông qua vào kỳ họp tháng 5 tới, đề xuất nới chính sách thị thực của chính phủ sẽ tạo nên cú hích quan trọng. Từ đầu năm, tình trạng buôn lậu qua tuyến đường biển, đường hàng không có dấu hiệu phức tạp và số vụ việc gia tăng cả về tính chất nghiêm trọng lẫn số lượng. Iran và Nga tuyên bố đang thực hiện bước cuối cùng hướng tới việc ký kết hiệp định hợp tác lâu dài. Thưa quý vị, ngành xây dựng đang chiếm tới 75% lượng tài nguyên mà trái đất tiêu thụ mỗi năm. Những vật liệu như là đất, cát, đá, sỏi đóng một vai trò vô cùng quan trọng nhưng lại là nguồn tài nguyên hữu hạn. Và nếu con số sử dụng ngày càng tăng lên thì trái đất sẽ cạn kiệt tài nguyên. Giải pháp tối ưu bây giờ là tái chế. Sử dụng các loại vật liệu đã bỏ đi để ứng dụng vào chu trình sản xuất khác. Cách thức này không chỉ giảm thiểu được lượng nguyên liệu sử dụng mà còn hạn chế được ô nhiễm môi trường. Và đây cũng là cách mà nhiều quốc gia trên thế giới đang áp dụng. Câu chuyện cụ thể sẽ có trong phần tiêu điểm quốc tế, còn bây giờ là những thông tin cập nhật. Mở đầu chương trình là một số thông tin trong lĩnh vực du lịch. Thưa quý vị, trong quý đầu năm 2023, Việt Nam đã đón gần 2,7 triệu lượt khách quốc tế, gấp gần 30 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, so với thời điểm 2019 khi chưa xảy ra đại dịch COVID-19 thì chỉ bằng 60%. Trong đó riêng tháng 3, lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm 4% so với tháng 2, dù gấp đến 21,5 lần cùng kỳ năm trước. Số lượt khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh phản ánh hiệu quả của chính sách mở cửa từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 sau khi đại dịch COVID-19, cũng như việc thúc đẩy xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam tới các nước trên thế giới và kích cầu nội địa trong thời gian qua. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam hiện nay chủ yếu đến từ các quốc gia Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, các nước trong khu vực Đông Nam Á. Trong năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 102 triệu lượt khách nội địa và khoảng 8 triệu khách quốc tế. Thông tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, hồ sơ đề nghị ghi danh Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà vào danh mục Di sản Thế giới sẽ được Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO chính thức xem xét tại kỳ họp tháng 9 tới. Tháng 9 năm 2013, hồ sơ đề cử quần đảo Cát Bà là Di sản Thế giới được gửi tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO. Tuy nhiên, sau quá trình thẩm định, tổ chức trên đã dự thảo quyết định trình Ủy ban Di sản Thế giới khuyến nghị Việt Nam xem xét nối dài Vịnh Hạ Long với quần đảo Cát Bà đáp ứng các tiêu chí ghi danh. Và sau thời gian bổ sung và củng cố thì đến nay hồ sơ đã được hoàn thiện theo các tiêu chí UNESCO công nhận, đồng thời bổ sung tiêu chí đa dạng sinh học. Việc đề cử Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà là Di sản Thế giới nhằm gìn giữ, bảo tồn, duy trì giá trị đặc hữu về đa dạng sinh học cho các thế hệ mai sau, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quảng bá và nâng cao hình ảnh, vị thế đất nước, con người Việt Nam. Theo thông tin từ Ban tổ chức Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm 2023, trong khuôn khổ sự kiện này sẽ diễn ra hoạt động trình diễn bộ sưu tập áo dài và xác lập các kỷ lục Guinness Việt Nam. Cụ thể, lễ hội diễn ra từ ngày 20 đến 29 tháng 4, tức ngày mùng 1 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch, với trên 20 hoạt động phần lễ và phần hội. Đặc biệt sẽ có hoạt động trình diễn bộ sưu tập áo dài và xác lập các kỷ lục Guinness Việt Nam dành cho áo dài non sông gấm vóc dài nhất Việt Nam với chiều dài 178m, cung đường trình diễn dài nhất Việt Nam dự kiến là hơn 500m và số lượng người mặc áo dài tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật đông nhất Việt Nam dự kiến là khoảng 4.000 người. Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên quê hương đất tổ. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp liên quan đến việc miễn visa đơn phương của Việt Nam cho công dân các nước và một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đề xuất có nội dung miễn visa cho khách từ 15 ngày lên 45 ngày và đặc biệt là kéo dài thời hạn thị thực điện tử cấp cho người nước ngoài nhập cảnh từ 30 ngày lên tối đa là 90 ngày và có giá trị một hoặc là nhiều lần.
Nếu được Quốc hội sớm thông qua vào kỳ họp tháng 5 tới thì đề xuất nới chính sách thị thực của chính phủ sẽ tạo nên cú hích cho ngành du lịch. Hơn một năm mở cửa sau Covid-19, câu chuyện visa Việt Nam dành cho khách quốc tế vẫn là vấn đề được các chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch đặc biệt quan tâm. Vì vậy, đề xuất nâng cấp thị thực, đặc biệt là kéo dài cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của ngành du lịch. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái tín hiệu rất tốt cho ngành du lịch, bởi vì là chúng ta đã mở cửa sớm hơn tất cả các nước trong khu vực, nhưng mà chính sách của chúng ta thì kém hơn so với các nước trong khu vực, cho nên có thể đấy là một trong những nguyên nhân làm cho cái lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm vừa qua chưa đạt được như ý của chúng ta. Nhưng mà tôi nghĩ rằng với những cái cải tiến như bây giờ, với những quyết sách của chính phủ vừa mới ban hành ấy, chắc chắn sẽ tạo nên một luồng gió mới cho hoạt động du lịch, đặc biệt là du lịch quốc tế. 3 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã cho thấy tín hiệu vui và mục tiêu 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay là khả quan. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy cũng khẳng định nếu đề xuất nới chính sách thị thực của chính phủ được Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 5 tới, đây sẽ là bước tiến mới để tạo đột phá cho ngành du lịch tăng tốc hồi phục. Trước mắt là chúng ta sẽ mở rộng trong cái lĩnh vực visa theo cả bề rộng và chiều dài. Bề rộng đấy là nới rộng ra đối với thêm nhiều các nước để cấp các cái visa và thị thực, và nhất là thị thực điện tử. Và chiều dài đấy là khách đến với chúng ta sẽ được lưu trú dài hơn trong đất nước của chúng ta. Đấy là cái đột phá mà có nghĩa rằng chúng ta đánh giá đây là cái bước tiến mới để chúng ta đáp ứng dần với khu vực và quốc tế. Và kỳ họp tháng 5 tới thì hy vọng là chính phủ cũng như là Quốc hội sẽ đồng lòng trong cái việc là chúng ta nâng cái thời hạn visa, cũng như là chúng ta cắt giảm những cái thủ tục liên quan đến cấp hạn visa, đặc biệt là áp dụng cái visa điện tử thì tạo thuận lợi hơn cho cái việc phát triển của ngành du lịch. Bởi vì cái ngành này chúng ta đã thấy rằng là đã bị trong một thời gian rất là dài chịu cái tác động của khủng hoảng dịch bệnh, thì rất cần những cái trợ lực như vậy để giúp cho doanh nghiệp được phục hồi. Sự cạnh tranh để phát triển du lịch của các nước trong khu vực rất cao. Hiện Việt Nam mới chỉ miễn thị thực cho công dân 24 quốc gia theo hình thức đơn phương và song phương, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Do vậy, ngành du lịch đều rất kỳ vọng và mong chờ chính sách đột phá về thị thực trong thời gian tới. Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cho biết trong năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam có khoảng 11.000 tỷ đồng để cho vay mua nhà ở xã hội. Thế nhưng nhu cầu vốn chỉ hơn 4.300 tỷ đồng và còn dư hơn 7.000 tỷ đồng. Nguyên nhân tình trạng này là do nguồn cung nhà ở xã hội tại các địa phương còn khan hiếm, nhiều công trình chưa khởi công theo kế hoạch đăng ký. Bên cạnh đó, nhiều người có nhu cầu nhưng qua rà soát không đủ điều kiện vay vốn đã thế chấp để vay vốn ngân hàng thương mại, thực hiện dự án khi bán cho người mua nhà, chưa giải chấp nên khách hàng làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam thì không đáp ứng được điều kiện cho vay. Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã kiến nghị Bộ Xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương, chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, xác định nhu cầu vay vốn của các đối tượng, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án nhà ở xã hội, tạo nguồn cung. Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, vào quý 1 năm 2023, cả nước có gần 34.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 310.300 tỷ đồng, giảm 2% về số doanh nghiệp, giảm 34,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, đi số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 3 tháng đầu năm là gần 57.000 doanh nghiệp, giảm 5,4%. Cũng trong quý 1, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 42.900 doanh nghiệp, tăng hơn 20%, gần 12.800 doanh nghiệp hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 13,1%, 4.600 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6,5%. Như vậy, bình quân mỗi tháng có gần 20.100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Thưa quý vị và các bạn, nhà vệ sinh trường học đã từng là nỗi ám ảnh của nhiều em học sinh. Thế nhưng mới đây thì mô hình công trình phụ nhưng không phụ do Đoàn Thanh niên Phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phối hợp với các trường học trên địa bàn đã biến nơi đây thành công trình thiết thực, tạo cảnh quan trường học sạch đẹp và văn minh hơn. Và đây được coi là mô hình điểm của tuổi trẻ nhiệt huyết Liên Mạc trong tháng thanh niên đầy ý nghĩa vừa qua. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Thay vì những bức tường cũ, bong chóc, thì nay các bức tường của 12 nhà vệ sinh tại trường tiểu học Liên Mạc đã được các đoàn viên thanh niên của phường Liên Mạc và nhà trường chung tay tạo ra những bức tranh tường đầy ấn tượng.
ngoài sạch, trong thơm như thế này. Trước đây mỗi lần đi vệ sinh con cảm thấy rất là ngại ngùng, thay bằng niềm ngại ngùng đó bây giờ con cảm thấy rất là vui và mỗi lần đi vệ sinh con cảm thấy rất là thích thú ạ, vì không gian nó đẹp hơn ạ. Như này thì con cảm thấy rất là vui và không sợ nữa, vẽ rất là tự nhiên và con thấy rất là đẹp và hợp với các em học sinh trong lứa tuổi đây ạ. Nhà vệ sinh trường học thường được coi là công trình phụ, thế nhưng thực tế nơi đây là một trong những công trình chính, quan trọng nhất trong nhà trường. Bởi nếu nhà vệ sinh quá bẩn thì không chỉ để lại nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh mà còn tác động tiêu cực đến tâm lý, tinh thần ở trẻ. Vì vậy, việc nhà vệ sinh trường học sạch đẹp không chỉ là bảo vệ sức khỏe cho học sinh mà còn là cách để giáo dục các em về gìn giữ vệ sinh môi trường. Thời gian ở trường nhiều khi là nhiều hơn ở nhà nên tôi rất muốn là làm thế nào để nhà vệ sinh của nhà trường luôn luôn được thân thiện với giáo viên và học sinh. Và điều đầu tiên là phải luôn sạch, thơm, khô và thoáng. Những bức tranh chúng tôi thể hiện ở đây thì có cả những bức tranh về động vật hoang dã hay sinh vật biển thì chúng tôi cũng mong muốn gửi thông điệp đến các em rằng là sẽ bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ những cái sinh vật thiên nhiên xung quanh chúng ta để xây dựng một môi trường sống của các em ở tại môi trường học sẽ tốt hơn và tạo một cái không gian xanh sạch đẹp nơi chính các em học tập. Tuy nhiên, theo các thầy cô giáo, để nhà vệ sinh trường học thực sự xanh và sạch thì ngoài sự đầu tư duy trì vệ sinh của nhà trường thì cũng rất cần sự đồng hành của học sinh trong việc hình thành hành vi thói quen sử dụng nhà vệ sinh đúng cách. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20 tháng 3, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 5,45 tỷ đô la Mỹ, bằng 61,2% so với cùng kỳ của năm ngoái. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng hơn 4,3 tỷ đô la Mỹ, đã giảm 2,2% so với cùng kỳ của năm 2022. Và trong tháng 3 năm nay thì giá trị góp vốn mua cổ phần của các nhà đầu tư FDI đã giảm và vốn điều chỉnh chưa được cải thiện nhiều so với tháng 2 đầu năm. Tuy nhiên, số dự án đầu tư mới và số lượt dự án điều chỉnh vốn vẫn tăng so với cùng kỳ. Và theo Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đã sụt giảm do trong 3 tháng năm 2022 có sự gia tăng đột biến với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Lego có tổng vốn đầu tư 1,32 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, nếu trước ngày 31 tháng 3 mà khách hàng không chuẩn hóa thông tin thuê bao thì sẽ bị khóa, như vậy là chỉ còn một ngày nữa là hết hạn. Mặc dù còn một lượng lớn thuê bao chưa chuẩn hóa nhưng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định là sẽ không lùi thời hạn khóa thuê bao. Tính đến ngày 28 tháng 3 đã có hơn 1,8 triệu thuê bao thực hiện chuẩn hóa lại thông tin cá nhân, chiếm 46,89% số thuê bao thuộc diện phải chuẩn hóa. Bộ Thông tin Truyền thông yêu cầu các nhà mạng phải thực hiện nghiêm túc về vấn đề này vì nếu lùi thời hạn sau ngày 31 tháng 3 sẽ khiến cho nhiều thuê bao tiếp tục kéo dài thời gian trong việc chuẩn hóa thông tin thuê bao khi nhận được thông báo từ nhà mạng. Sau thời gian này, các nhà mạng tiếp tục chuẩn hóa lại thông tin cá nhân cho các thuê bao bị khóa. Từ ngày 31 tháng 3, các nhà mạng bắt đầu khóa một chiều với những thuê bao có thông tin không trùng khớp với những thông tin đối soát trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó sẽ khóa thông tin hai chiều với những thuê bao này và sau 2 tháng sẽ chấm dứt hợp đồng nếu thuê bao không đăng ký chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định. Thưa quý vị, sau nửa tháng quyết liệt ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ, thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm. Và với phương châm giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ, Công an thành phố Hà Nội đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 197 của thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý trên địa bàn thành phố triển khai theo 3 bước. Kết quả sau 15 ngày ra quân, Công an thành phố đã xử lý được trên 14.000 trường hợp về trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 9,7 tỷ đồng và xử lý gần 6.000 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị với số tiền 2,6 tỷ đồng. Công an Hà Nội khẳng định với những giải pháp quyết liệt, địa bàn thành phố sẽ đi vào nề nếp, trật tự trong thời gian sắp tới, hướng tới xây dựng nếp sống xanh, sạch, đẹp, văn minh đô thị. Quý vị, ngay từ đầu năm thì tình trạng buôn lậu qua tuyến đường biển, đường hàng không có dấu hiệu phức tạp và số vụ việc gia tăng cả về tính chất nghiêm trọng lẫn số lượng.
Vâng, tình trạng buôn lậu qua các tuyến đường này được tổ chức thành đường dây hoạt động xuyên quốc gia, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Và với các phương thức tinh vi, thủ đoạn xảo quyệt, các đối tượng đã vận chuyển đủ các loại hàng cấm, từ động vật hoang dã cho đến ma túy. Đây là hình ảnh vụ việc 4 tiếp viên xách hơn 11 kg ma túy trong ngày 16 tháng 3 tại ga đến quốc tế thuộc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Chỉ tính riêng trong tuần từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 21 tháng 3 năm 2023, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp phát hiện bắt giữ tổng số 75 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa ước tính khoảng 124,3 tỷ đồng, tăng 16,12% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, cơ quan hải quan đã chuyển cơ quan chức năng khởi tố hình sự 3 vụ. Tính từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp phát hiện bắt giữ 569 vụ vi phạm, tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính 688 tỷ đồng. Không chỉ ma túy hay các chất cấm, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất từng bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép ngà voi, đuôi voi, móng vuốt động vật quý hiếm, sừng tê giác do hành khách mang về từ các nước châu Phi với trị giá hàng chục tỷ đồng. Nhiều năm qua, cơ quan chức năng cũng ra quyết định khởi tố hình sự nhiều vụ buôn lậu lớn qua sân bay này, bởi đây là tuyến vận chuyển nhanh nhất, thuận tiện và các đối tượng tội phạm ngụy trang với nhiều hình thức để vận chuyển. Dạ vâng, chị Diễm My này. Dạ vâng. Tôi thắc mắc là tại sao các đối tượng lại chọn những tuyến đường này và Việt Nam lại là điểm trung chuyển những mặt hàng cấm này? Vâng, có thể nói là thật ra thì Việt Nam đã rất là tạo điều kiện thông thoáng cho khách du lịch cũng như là hàng hóa xuất nhập khẩu về Việt Nam. Thế nhưng thì đây cũng chính là kẽ hở cho các đối tượng lợi dụng buôn lậu. Và quý vị cũng vừa thấy hình ảnh vụ việc là 4 tiếp viên Việt Nam Airlines có vận chuyển 11 kg ma túy gây sự chú ý rất lớn trong dư luận trong thời gian vừa rồi. Dạ vâng, và không chỉ vụ việc đó mà tuần qua thì cũng đã có thêm một số vụ việc khác gây chú ý. Dạ vâng. Một container 20 feet chứa 7 tấn ngà voi nhập lậu từ châu Phi bị bắt giữ trong sáng ngày 20 tháng 3 tại cảng Nam Hải, Đình Vũ. Đây là vụ buôn lậu vận chuyển trái phép ngà voi lớn nhất từ trước đến nay tại cảng Hải Phòng. Trước đó, hồi cuối tháng 1, đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Nội phát hiện lô hàng gồm 8 kiện hàng, tổng trọng lượng 154 kg, gửi từ Hà Lan về Nội Bài qua đường hàng không nghi vấn có chứa ma túy. Khi kiểm tra phát hiện 58 kg ma túy được ngụy trang đóng vỏ là kẹo sô-cô-la, các đối tượng liên tục thay đổi hình thức vận chuyển, cung đường và phương thức hoạt động. Đối tượng buôn bán ma túy thường thường là thử đi qua mặt các cơ quan chức năng, đặc biệt là hệ thống máy soi của hải quan, thử một lần, hai lần, thấy ổn rồi là sẽ tiếp tục cái phương án ấy bằng ma túy thật. Sẽ lợi dụng tất cả các phương thức thủ đoạn, các cách vận chuyển mà tạo thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp, hành khách xuất nhập cảnh. Tính chuyên nghiệp của đường dây, hàng xách tay cũng như sự tồn tại ngang nhiên lâu dài của tình trạng buôn lậu qua đường hàng không là sự thách thức đối với cơ quan quản lý nhà nước. Các đối tượng buôn bán hàng cấm có thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt và luôn có phương án để phòng ngừa nếu bị lộ. Do vậy, người cầm hộ gần như không có bất cứ thông tin gì về đối tượng nhờ hoặc các thông tin rất mờ nhạt, không rõ ràng, thậm chí là thông tin giả. Chính vì vậy, việc phá án tìm đường dây cầm đầu là cả quá trình điều tra thời gian dài. Cơ quan hải quan sau khi phát hiện hoặc là có kế hoạch thu nhập thông tin rồi thì sẽ trực tiếp là phối hợp ngay, kịp thời cùng với lại đội kiểm soát của Cục Hải quan Hà Nội cũng như là PC04 cũng như C04 để kịp thời là làm đầy đủ các quy trình thủ tục để tạm giữ tang vật, nếu có người thì sẽ tạm giữ người. Các bên liên quan cung cấp thông tin về hàng hóa trước khi mà khai hải quan. Vì vậy mà nhờ những cái thông tin khai trước thì cơ quan hải quan có thể là đánh giá cái mức độ rủi ro của lô hàng và có cái giải pháp thông quan nó phù hợp. Thực tế, tình trạng buôn lậu qua đường hàng không liên tục nóng trong nhiều năm qua. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã ký quyết định thành lập tổ công tác liên ngành với nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý các thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Đây là quyết định cần thiết và kịp thời. Tin quốc tế. Iran và Nga tuyên bố đang thực hiện bước cuối cùng hướng tới việc ký kết hiệp định hợp tác lâu dài.
IAEA cho biết cơ quan này đang nghiên cứu kế hoạch đảm bảo an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine, hiện do quân đội Nga kiểm soát. Sẽ được chuyển sang các thông tin quốc tế. Vào ngày 29 tháng 3 theo giờ New York, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế ICJ đưa ra ý kiến tư vấn đối với vấn đề biến đổi khí hậu. Với tư cách là Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã chủ trì phiên thảo luận và thông qua nghị quyết. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn đưa tin chi tiết. Nghị quyết trên được đệ trình theo sáng kiến của Vanuatu và nhóm nòng cốt gồm 18 nước, trong đó có Việt Nam. Theo nghị quyết này, các nước thành viên Liên Hợp Quốc đề nghị ICJ đưa ra ý kiến về nghĩa vụ của các quốc gia theo luật pháp quốc tế trong việc bảo vệ môi trường trước vấn đề phát thải khí nhà kính, cũng như là về trách nhiệm pháp lý của các quốc gia đã gây ra những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với nhiều nước khác. Với nghị quyết này, lần đầu tiên ICJ sẽ đưa ra ý kiến về mặt pháp lý liên quan đến biến đổi khí hậu. Việc nghị quyết được 132 trên 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc đồng bảo trợ và được thông qua bằng hình thức là đồng thuận cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này. Là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy quá trình xây dựng nội dung dự thảo nghị quyết, qua đó tái khẳng định các cam kết quốc tế của Việt Nam cũng như là đề cao hơn vai trò là một thành viên có trách nhiệm trong việc giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu hiện nay. Bên cạnh việc đưa ra các phán quyết về giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia, ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế nhìn chung được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, rất là coi trọng, có thể làm rõ hơn nhiều vấn đề pháp lý quốc tế chưa rõ ràng, qua đó giúp thúc đẩy việc hành xử của các quốc gia theo hướng phù hợp hơn với các nghĩa vụ pháp lý quốc tế. Tham gia nhóm nòng cốt, các đề xuất và nỗ lực của Việt Nam đã được bạn bè và các thành viên Liên Hợp Quốc đánh giá cao, qua đó góp phần vào thúc đẩy việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần đầu tiên thông qua nghị quyết nói trên. Thanh Tuấn, phóng viên thường trú Thông xã Việt Nam từ trụ sở Liên Hợp Quốc, New York. Iran và Nga đang thực hiện bước cuối cùng hướng tới việc ký kết hiệp định hợp tác lâu dài. Thông tin này được Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cung cấp trong cuộc họp báo với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Moscow vào ngày 29 tháng 3. Ngoại trưởng Iran cho biết các phái đoàn cấp cao của Iran và Nga đang trao đổi tầm nhìn ở các cấp độ khác nhau. Tổng thống hai nước cũng duy trì liên lạc. Nhà ngoại giao Iran lưu ý rằng các mối quan hệ giữa Tehran và Moscow đang đi đúng lộ trình và ngày càng cải thiện, đồng thời bày tỏ hy vọng hợp tác song phương trong các tổ chức khu vực và quốc tế sẽ tiếp tục theo hướng tích cực. Ông cũng cho biết phía Nga đã đánh giá hoàn tất bản dự thảo thỏa thuận hợp tác chiến lược lâu dài và hy vọng sẽ có được văn bản cuối cùng trong khoảng một tháng tới. Còn về phần mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết các cuộc trao đổi giữa Moscow và Tehran vẫn đang được thực hiện một cách chủ động trong các lĩnh vực khác nhau và có tiến bộ. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho rằng quan hệ song phương, các hoạt động trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, thương mại, đầu tư và kinh tế, cũng như trong việc triển khai những dự án quan trọng đều đã được mở rộng trong thời gian vừa qua. Ông Lavrov cũng lưu ý rằng Nga và Iran đang hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Ngoại trưởng Iran thực hiện chuyến thăm chính thức Nga theo lời mời của Ngoại trưởng nước chủ nhà Sergei Lavrov. Và cũng trong ngày 29 tháng 3, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi cho biết, cơ quan này đang nghiên cứu kế hoạch đảm bảo an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine, hiện do quân đội phía Nga kiểm soát. Phát biểu trong chuyến thăm tới nhà máy Zaporizhia, ông Grossi nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động để ngăn chặn một thảm họa. Ông cho biết tình hình an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia không có dấu hiệu cải thiện, đồng thời bày tỏ hy vọng Nga và Ukraine có thể đạt được nhất trí về các nguyên tắc đảm bảo an toàn cho nhà máy. Trước đó cùng ngày, phái đoàn IAEA gồm 11 thành viên do ông Grossi dẫn đầu đã đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nhằm đánh giá tình hình an ninh của nhà máy. Ông Grossi cho biết ông muốn tự mình xem xét và đánh giá các thay đổi tại đây so với chuyến thăm đầu tiên của ông hồi tháng 9 năm 2022. Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu với tổng cộng 6 lò phản ứng. Nhà máy này đã hứng chịu nhiều cuộc pháo kích gây lo ngại về nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân. Tháng 9 năm 2022, phái đoàn IAEA do ông Grossi dẫn đầu đã đến thị sát và sau đó cơ quan này đã công bố một báo cáo kêu gọi thiết lập một khu vực an ninh xung quanh nhà máy để ngăn ngừa các rủi ro về hạt nhân bắt nguồn từ xung đột.
2022, nợ công của Đức đã tăng mạnh lên mức cao nhất từ trước đến nay. Và đây là các số liệu mới nhất được cơ quan thống kê Liên bang Đức Destatis công bố vào ngày 29 tháng 3. Số liệu của cơ quan thống kê Liên bang Đức cho thấy tại thời điểm cuối năm ngoái, tổng công nợ của Liên bang, các bang và các thành phố cũng như là bảo hiểm xã hội ở Đức đạt mức cao kỷ lục là 2.367,3 tỷ euro, tương đương là 2.567,3 tỷ đô la Mỹ. Nếu so với cùng kỳ năm 2021 thì con số này cao hơn 2%, tương đương là 46,1 tỷ euro. Còn so với cuối quý 3 năm 2022, nợ công tăng 1,8%, tương đương là 41,9 tỷ euro. Cũng theo Destatis, nợ công bình quân đầu người ở mức ở Đức hiện đang là 28.155 euro. Theo cơ quan thống kê Liên bang Đức, phần lớn khoản nợ gia tăng liên quan đến quỹ bình ổn kinh tế được chính phủ Đức ban hành vào năm 2020 để bù đắp các thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong năm 2022, quỹ bình ổn này đã được mở rộng với các khoản hỗ trợ hàng tỷ euro để khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng năng lượng. Các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong 3 năm qua đã để lại những hậu quả lớn đối với ngân sách công của Đức. Để đối phó với cuộc khủng hoảng này, chính quyền Đức đã phải tăng cường vay nợ, khiến tổng các khoản nợ tăng tới 60% lên 2.100 tỷ euro trong giai đoạn 2020-2022. Trong ngày 29 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã tiếp nhận thông tin về các ca bệnh mắc bệnh mới ở Guinea Xích Đạo và kêu gọi chính phủ của nước này gửi báo cáo chính thức. Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, số ca bệnh Marburg được báo cáo chính thức tại Guinea Xích Đạo hiện vẫn là 9 ca, với 7 ca tử vong tại 3 tỉnh. Tuy nhiên, các tỉnh này cách nhau khoảng 150 km, cho thấy khả năng virus đã lây nhiễm trên quy mô rộng hơn. Hiện bệnh cũng đang bùng phát tại Tanzania với ít nhất 5 ca tử vong và 3 ca phải nhập viện. Theo WHO, bệnh do virus Marburg là một dạng bệnh sốt xuất huyết có khả năng lây nhiễm cao tương tự với virus Ebola qua tiếp xúc với cơ thể và có tỷ lệ tử vong lên tới 88%. Các triệu chứng mắc bệnh gồm có sốt, choáng váng, nôn dịch lẫn máu và tiêu chảy. WHO cũng cảnh báo dịch bệnh này có nguy cơ lây lan xuyên biên giới nếu mật độ di chuyển cao. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh hay thuốc chữa được cấp phép sử dụng với bệnh này. WHO cho biết đang làm việc với các nhà chức trách và các nhà sản xuất vaccine để tiến hành thử nghiệm lâm sàng tại những nước chịu ảnh hưởng. Thưa quý vị, từ rác thải nhựa cho đến bê tông, gốm sứ và các đồ vật bỏ đi, giờ đây lại được sử dụng để tái chế làm vật liệu xây dựng. Và đất thải từ các khu khai mỏ cũng đã được tận dụng để thay thế cho nguồn cát đang cạn kiệt dần. Các giải pháp tái chế đang giúp bảo vệ môi trường và tiết kiệm nguồn kinh phí xây dựng cũng đang được triển khai tại Ai Cập và đây là lựa chọn như một sự thay thế hoàn hảo cho vật liệu đá, cát sỏi truyền thống. Tại thủ đô Cairo của Ai Cập, tốc độ phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng trong những năm gần đây như vũ bão. Cách đó không xa, ở ngoại ô Cairo, nhà máy sản xuất của công ty tái chế Thai Green này đang hoạt động hối hả để đủ lượng gạch cung cấp cho các công trình. Chỉ có điều, gạch do nhà máy sản xuất đều được làm từ rác thải nhựa. Ngành công nghiệp về vật liệu xây dựng là một trong những ngành gây ô nhiễm môi trường nhất trên thế giới. Ý tưởng của chúng tôi là biến rác thải nhựa thành vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường mà không gây phát thải carbon hay gây hại. Thay vì tìm nguồn cung các vật liệu xây dựng truyền thống như cát, sỏi, xi măng, Ai Cập đang đẩy mạnh công nghệ sử dụng vật liệu tái chế trong xây dựng cơ sở hạ tầng. Các loại chai nhựa, túi ni lông được thu thập, làm sạch, ép chảy và đóng thành khối để làm thành gạch lát đường. Vật liệu này có sức bền, chịu được mưa nắng. Điều đặc biệt là các sản phẩm gạch tái chế còn có độ bền, chắc chắn hơn xi măng. Với công nghệ này, chúng tôi tái chế khoảng 74.000 tấn rác thải nhựa mỗi năm và góp sức xây dựng hàng trăm công trình ngoài trời. Tương tự, đây là con đường từ gạch tái chế ở Kenya. Chúng bền hơn gấp 5-7 lần so với gạch thông thường. Nhựa có thành phần cấu tạo là polymer, chính là các dạng sợi. Điều này khiến cho cấu tạo của chúng không có nhiều lỗ rỗng, từ đó làm cho gạch tái chế từ nhựa không có độ giòn như gạch bê tông. Điều đó khiến gạch từ nhựa bền và không dễ vỡ như gạch bê tông. Với đặc tính nhẹ, cứng và bền, giá thành lại rẻ, những viên gạch từ nhựa tái chế đang rất được ưa chuộng tại Kenya và đang dần được thay thế cho xi măng thông thường. Còn tại Tunisia, những viên gạch này được làm từ đất thải của các khu khai thác mỏ. Sau khi trộn tất cả các nguyên liệu thô với nhau tạo thành hỗn hợp bùn,
Hỗn hợp này tiếp tục được ủ trong vài tuần và sau đó được nung chảy và đóng thành gạch để phơi khô. Việc tận dụng lại gạch đá và đất thải công nghiệp giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến 50% chi phí sản xuất và đẩy nhanh tiến độ thi công. Còn với các nhà hoạt động môi trường, vật liệu này lại được đón nhận nhờ khả năng hấp thụ nhiệt hiệu quả, giúp giảm hiệu ứng nóng lên của đô thị, vốn đang là bài toán nhức đầu của nhiều quốc gia, kể cả những nước phát triển. Các sản phẩm gạch tái chế giải quyết được nhiều vấn đề hiện tại, ví dụ như tái chế chi phí năng lượng và giảm phát thải. Phát triển vật liệu đúng hướng sẽ giải quyết được hai vấn đề quan trọng nhất của môi trường, đó là giảm thiểu tác hại và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đó cũng là việc cần làm ngay trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đe dọa mục tiêu phát triển của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Và tiếp theo sẽ là các thông tin tài chính quốc tế cập nhật qua phần trình bày của biên tập viên Khánh Linh. Vâng, xin mời chị Khánh Linh với phần trình bày của mình. Vâng, cảm ơn chị Diễm My. Thưa quý vị, thị trường phố Wall đã có phiên giao dịch tích cực khi các chỉ số chính đồng loạt tăng điểm trong bối cảnh những lo ngại của các nhà đầu tư về khả năng là sụp đổ của hệ thống ngân hàng đang dần được xoa dịu nhờ các biện pháp tích cực của các nhà chức trách trong việc ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mới. Cụ thể, đi chốt phiên giao dịch ngày 29 tháng 3 tại New York, chỉ số Dow Jones tăng 1% lên mức là 32.717,6 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 1,4% giá trị, chốt phiên ở mức là 4.027,81 điểm. Trong khi đó, thì chỉ số công nghệ Nasdaq cũng tăng 1,8% và đóng cửa ở mức là 11.926,24 điểm. Trong khi đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, sắc xanh tiếp tục tràn ngập các thị trường lớn của châu Âu khi chỉ số chính đều ghi nhận mức tăng dao động từ 1,1 đến 1,4%. Còn trên thị trường năng lượng thì giá dầu kỳ hạn bất ngờ giảm sau hai phiên tăng liên tiếp, ngay cả khi các dữ liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA công bố cho thấy là sản lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm đáng kể. Cập nhật vào lúc 5 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu thô WTI giao tháng 5 của Mỹ giảm 0,31% xuống mức là còn 72,79 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, thì giá dầu Brent giao cùng kỳ cũng giảm 0,47% và chốt phiên ở mức là 78,28 đô la Mỹ một thùng. Còn trên thị trường vàng thế giới thì tại sàn COMEX, giá vàng kỳ hạn đã bất ngờ giảm khi giá trị của đồng đô la Mỹ tăng. Cập nhật đến 5 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao tháng 6 giảm 5,9 đô la Mỹ, tương đương là 0,3%, xuống mức là còn 1.984,5 đô la Mỹ một ounce.